sau đây thì xin trân trọng kính mời các bác được chúng tôi đề cử gọi là thay mặt và đại diện cho các dòng họ lên cùng với lại tôi làm chủ tọa cái cuộc họp này. Xin trân trọng kính mời các bác ạ. Bác Hiền, anh Tùng, anh Thịnh, bác Uy, anh Điều. Anh Điều ngồi ngoài cùng để ra cho dễ, phải không ạ? À, anh Yên Thế. Và các cuộc họp sau này đấy là theo cơ chế là chúng ta luân phiên, chúng tôi sẽ đề xuất một cái cơ chế luân phiên. Tiếp theo cái chương trình mà chúng ta đã thống nhất, xin trân trọng kính mời bác Lê Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng Họa Lê, người đề xuất và khởi xướng ra cuộc họp có ý nghĩa ngày hôm nay. Xin mời bác phát biểu ý kiến vào. Kính thưa các bác, anh, các chị, trước hết cho phép tôi thay mặt Hội đồng Họa Lê tỉnh Hải Phòng xin gửi tới các bác, anh, các chị lời chào trân trọng nhất, lời kính chúc sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Cảm ơn. Thưa các bác, tôi cũng rất là vinh dự mà hôm nay được bác kể có cho tôi lên đây để phát biểu vài lời để trong cái cuộc mà tổ chức buổi họp này. Thưa các bác, là một số các họ của anh em chúng ta trước đây từ năm 11, 12 cho đến bây giờ, là những năm vừa rồi là cũng đã tổ chức ra một cái cộng đồng các dòng họ ở Hải Phòng, mà lúc đó thì mới gọi là ban liên lạc, là cái hội đồng các dòng họ tại Hải Phòng. Thế thì qua mấy năm vừa rồi thì cái tổ chức đó hoạt động không được vì một số các vị đứng đầu trò đó khởi xướng ra như ông chị Trịnh Sang đó, thì cuối cùng là cũng không làm được thời gian xong rồi bỏ. Cho nên là suốt mấy năm nay là cái hoạt động của chúng ta là không được. Thế với cái tinh thần là nhiệt tình mà cũng nghĩ về cội nguồn, nghĩ về tổ tiên của các họ và có một cái mối quan hệ mật thiết với nhau, cho nên là anh em chúng tôi muốn đặt lại vấn đề với lại bác kể một số anh em nữa để chúng ta thành lập một cái cộng đồng các dòng họ Việt Nam theo cái hệ thống chính thống của Trung ương, là ở Trung ương có cộng đồng các dòng họ Việt Nam, mà hôm nay có ông Vũ Mạnh Hà là sẽ về dự với chúng ta ở đây. Không biết các bác đã đến chưa? Và thế thì báo cáo các vị là với lý do đó cho nên là suốt mấy ngày vừa rồi là chúng tôi có bàn với lại có kể là xin được thành lập cái này. Và bác kể thì cũng rất là nhiệt tình và xin xung phong đăng cai cho cái buổi họp hôm nay. Nên đó, đó là một cái rất là vinh dự cho các dòng họ chúng ta. Thì mục đích hôm nay là muốn là để chúng ta hình thành một cái tổ chức cộng đồng các dòng họ Việt Nam. Để sau đó thì được hình thành đó thì chúng ta sẽ bàn về một số các cái cơ cấu tổ chức và biện pháp thực hiện như thế nào để cho nó hiệu quả. Thế thì chúng tôi cũng xin rất là cảm ơn, xin gửi lời cảm ơn tất cả các bác, các anh, các chị đã rất tâm huyết để về đây dự một cuộc họp như thế này, rất ý nghĩa và rất là xúc động. Vì thời tiết mưa gió như thế này mà các bác đến đông đủ để chúng ta có được một cái tổ chức cộng đồng các dòng họ Việt Nam tại phòng là một điều rất quý. Thì
Với cái tâm huyết của tôi như vậy thì chúng tôi có đề xuất với lại bác Kẻ, một bác Kẻ cũng nhiệt tình cho đăng cai cái này, và hôm nay đã hình thành được cái cuộc họp sơ bộ như thế này. Thì một lần nữa tôi xin cảm ơn bác Kẻ, xin cảm ơn tất cả các bác và đã nhiệt tình để về dự cuộc họp hôm nay để bàn về cái việc phối hợp mà thành lập một cái cộng đồng các dòng họ Việt Nam tại phòng. Thì cũng xin là tới đây là các bác sẽ cho ý kiến để chúng ta sớm được có một cái tổ chức này. Cuối cùng xin cảm ơn các bác. Thank you.